nếu như các bạn luyện tập thứ này hàng ngày thì cái việc quan hệ 15 đến 30 phút chưa ra nó là chuyện bình thường nhé, đó là chuyện hết sức bình thường của con người. Tầm độ trên 7 phút thì không phải nghĩ gì cả. Còn những bạn nào mà quan hệ dưới 7 phút mà đã ra thì chắc chắn là các bạn có vấn đề rồi. Thế thì khi mà bạn có vấn đề về sức khỏe thì các bạn cần phải luyện tập để tăng cường về sức khỏe, thì khi đó là các bạn mới có thể là thực hiện được cái việc quan hệ nó hòa hợp và nó đạt được yêu cầu. Thì phái nữ ấy thì phải thường là từ phút thứ tư trở đi thì họ mới bắt đầu có khoái cảm. Chứ còn nếu như các bạn mà thực hiện là quan hệ mà dưới 4 phút thì hầu như ở phái nữ họ chưa cảm nhận được cái gì cả. Thế cho nên là các bạn cần phải cải thiện chính bản thân mình, đừng để đến lúc mà mất bò rồi mới lo làm chuồng bạn nhé. Thì cái động tác đầu tiên các bạn có thể nghĩ tới đó là các bạn sẽ nằm sấp lại, tay chân dang rộng bằng vai. Cái động tác này các bạn nên thể dục vào cái buổi sáng. Thì các bạn sẽ nhíu cơ đan điền thì là nó sẽ nằm ở, nó sẽ có cái đan điền thân và đan điền ở phía dưới thân. Thì ở phía dưới thân nó là ở gần cái cơ hậu môn. Đấy, thì các bạn có thể dùng cái cơ hậu môn và cái cơ thắt lưng để các bạn co lại và các bạn giữ 5 giây, sau đó các bạn lại nghỉ 5 giây để các bạn thực hiện 50 đến 100 lần sau trước khi dậy. Đấy, thì các bạn có thể thực hiện động tác đó và các bạn nhớ thực hiện hàng ngày nhé, thì nó mới có tác dụng. Đó. Tiếp theo là các bạn có thể luyện tập tiếp một số những cái động tác khác ở một số cái tư thế khác hơn, tức là ở thân trên. Đó. Tức là cơ đan điền ở nửa thân trên, tức là nó nằm ở phía sau ức. Thì chúng ta sẽ co cái chân trái, co chân phải lên và thực hiện tiếp cái động tác đó. Tiếp nữa là các bạn có thể thực hiện cái luyện cái cơ chậu và cơ háng bằng cái cách như thế này. Đó là chúng ta chụm hai chân lại, khép hai chân lại và sau đó thì dùng tay để giữ cái hông, sau đó các bạn đẩy lên và chúng ta lên giữ cái động tác này càng lâu càng tốt. Mới đầu thì các bạn nên giữ tầm 3 phút, sau đó thì các bạn có thể tăng dần cái thời gian lên. Ngoài ra một số những cái biện pháp khác các bạn có thể nghĩ tới, ví dụ như là các bạn nên chia cái việc đi tiểu của mình ra thành 3 đoạn chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn đang đi tiểu, các bạn dừng lại độ 10 đến 15 giây, sau đó các bạn lại tiếp tục và các bạn lại dừng lại, thì các bạn sẽ thấy là cái cơ chậu cơ háng nó sẽ khỏe mạnh dần lên, thì khi đó nó sẽ ngăn được cái việc là nó sẽ có cái lực để ngăn cái việc là các bạn xuất tinh ở cái thời điểm các bạn không mong muốn. Đấy, thì một vài cái động tác như vậy các bạn có thể luyện tập hàng ngày. Ngoài ra thì các bạn nên tránh rượu bia thuốc lá chất kích thích quá nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, thì các bạn không thể nào mà khỏe được. Thế thì đấy là luyện tập về cơ. Còn về khí thì sao? Về khí thì chúng ta sẽ có ba cái luyện tập về khí, đó là quan trọng nhất vẫn là đan điền tĩnh và đan điền thân. Đó, thì các bạn lên luyện tập hai cái tư thế. Thứ nhất là cái tư thế gọi là trung bình tấn này, nếu như mà các bạn trong môn võ thì thường là gọi như vậy, thì chúng ta đứng ở cái nhịp giữ ở cái tư thế này và tập thở thở vững. Chúng ta lên hít sâu và thở ra chậm rãi từ 4 đến 10 nhịp, 4 đến 10 nhịp ít thôi, thường là 6 nhịp trong 1 phút, 15 giây một nhịp. Thì các bạn nên hít vào trong vòng 5 giây hoặc 3 đến 5 giây và sau đó thở ra chậm rãi từ 10 đến 12 giây. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là khí của mình, nội lực của mình nó sẽ tăng dần lên, thì khi đó là các bạn có thể điều khiển những cái cơ trong cơ thể chúng ta một cách theo ý muốn. Tiếp nữa đó là luyện khí xong rồi thì các bạn hãy luyện tinh thần. Đấy, chúng ta luyện cơ, luyện khí và cuối cùng là luyện tinh thần. Thì nếu như mà các bạn đã lâu, quá lâu chưa lâm trận thì các bạn lên massage cậu nhỏ trước để đỡ nhạy cảm, thường là trước từ 30 phút đến 6 giờ. Thì các bạn sẽ thấy là cậu nhỏ nó sẽ bớt phần nhạy cảm đi, thì các bạn sẽ quan hệ là nó sẽ đỡ đỡ được cái cảm giác mà có thể khiến đến dẫn đến là xuất không theo ý muốn. Thứ hai là các bạn nên thở đều, tránh thở gấp gáp để các bạn có thể là điều hòa được cái các cái cơ quan trong cơ thể, thì các bạn sẽ tránh ra sớm. Tiếp theo là các bạn chuẩn bị tâm lý, đây là cái bước rất quan trọng. Nếu như bạn tâm lý mà không vững rồi thì là có những cái hấp tấp, có những cái vội vàng hay là có những cái mong muốn nó quá cái sức của mình thì các bạn sẽ khó lòng mà giữ được. Tiếp theo bạn có thể sử dụng bao cao su để cho nó giảm bớt cảm giác lên cái thân dương vật. Đấy. Nếu như các bạn bị các cái vấn đề khác mà liên quan tới sức khỏe nhé, thì các bạn nên điều trị trước khi mà chúng ta nghĩ tới các biện pháp luyện tập.
Đó. Thì chúng ta phải có một cái sức khỏe bình thường rồi thì chúng ta mới nghĩ đến việc cái việc luyện tập để tăng cường tăng cái thời gian, tăng cái thời lượng quan hệ lên. Đó. Thì cái việc sử dụng thuốc đông y hay là thuốc Viagra theo tây y thì cũng đều cần thăm khám về cái tiền sử tim mạch, huyết áp trước khi mà chúng ta áp dụng. Do vậy chúng ta cũng không nên tránh cái việc sử dụng những cái biện pháp mà đây gọi là biện pháp mạnh rồi, thì trong trường hợp mà các bạn cảm thấy là cơ thể của mình gần như là không thể điều khiển được, chỉ còn một dòng trong xanh chảy mãi đến vô cùng, thì khi đấy chúng ta mới nghĩ đến những cái biện pháp này nhé. Còn lại thì chúng ta nên luyện tập để nâng cao sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều các video về sức khỏe tiếp theo của chúng tôi. Chào các bạn.